học giả saudi arabia kêu gọi quốc tế hợp tác chống khủng bố tin từ riyadh saudi arabia một học giả người saudi arabia tuyên bố tại thủ đô riyadh của nước này trong ngày thứ hai rằng cộng đồng quốc tế cần hình thành một hệ thống liên minh toàn diện để đối phó với hoạt động khủng bố khắp thế giới hiện nay Ông Sherhan Al Otabi, là giáo sư của môn khoa học chính trị của trường Đại học King Saud tại Riyadh nói rằng, tình hình hiện nay đòi hỏi sự hợp tác quốc tế để thành lập một hệ thống chống khủng bố một cách hữu hiệu, để có thể bao vây các tổ chức khủng bố từ mọi phía, từ nhiều lĩnh vực như xã hội, tài chánh, quân sự và ngăn chặn thành công việc gia nhập các tổ chức khủng bố của các cá nhân. Ông Shehan Al Atabi nhận định như trên để trả lời dư luận cho rằng Saudi Arabia đang tăng cường các biện pháp chống khủng bố sau các vụ đánh bom tự sát xảy ra tại nước này trong vòng 2 tháng qua. Các chuyên viên nói rằng ảnh hưởng của các tổ chức khủng bố đã lan rộng đến các vùng nằm ngoài Syria và Iraq và vì vậy mà các biện pháp chống khủng bố hiện nay không thể chỉ được thực hiện trong khuôn khổ của một quốc gia. Các cuộc điều tra cho thấy là ba vụ đánh bom tự sát do các công dân của Saudi Arabia thực hiện làm bùng nổ dư luận cho rằng các tổ chức khủng bố đang coi Saudi Arabia và các quốc gia vùng vịnh khác là mục tiêu tấn công. Tuy nhiên, ông hình Al-Otaibi cho rằng số người Saudi Arabia cực đoan hiện nay là không đáng kể, trong khi các tổ chức khủng bố cố gắng gia tăng ảnh hưởng của họ bằng việc tự nhận trách nhiệm thực hiện các vụ tấn công.